Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tuyến Bé Channel. Hôm nay đây là video hướng dẫn nhiệm vụ. Mình rất là hào hứng khi mà hướng dẫn cái nhiệm vụ này. Bởi vì ai mà theo dõi mình từ lâu thì biết là mình những cái video ban đầu mình là lần làm hướng dẫn nhiệm vụ không ha. Hôm nay có cái vụ mà nhiệm vụ ủy thác tuần này khiến cho mình có việc làm trở lại. Tại vì cái đặc biệt cái game Bắc này, mấy nhiệm vụ thế giới vì sao càng lúc nó càng dễ, cho nên mình không thể nào làm được cái phần hướng dẫn nhiệm vụ nữa. Tại vì đâu có ai thầy coi, dễ quá, tao đâu lên YouTube sợ chi. Cho nên hôm nay là mình sẽ làm quay trở lại cái nghề cũ, hướng dẫn nhiệm vụ. Và đây là nhiệm vụ thảo phạt tuần. Kiếm mấy cái con này cũng khá là xương đó nha. Nhưng mà biết cách thì nó không có xương đâu, biết cách rồi nha. Rồi, đầu tiên thì mình đi nhận nhiệm vụ thôi. Mỗi thành sẽ có một con, cái này thì chắc ai cũng biết rồi. Thì bây giờ mình ở Ly Du thì mình lại bé Du nè. Bé Du. Bạn mở bản đồ lên, nó có hình tam giác, có ba cạnh đó. Cái con NPC mà nhận nhiệm vụ hệ thống danh vọng. Rồi, nó đâu đây? Đây, nó đây. Đó. Các bạn vô cái phần mà nhiệm vụ thưởng thảo phạt nè. Tiến độ tuần này mà thấy là mình chưa có đánh con nào đúng không? Đó, bây giờ mình nó sẽ cho mình chọn lựa từ 3 sao tới 5 sao. Nhưng mà mình nên chọn 5 sao nha. Tại vì 5 sao nó cho mình cái phần thưởng lớn nhất. Mình đâu có cần là mình đâu có đánh 3 sao, 4 sao làm chi. Tại tuần mình làm được có 3 lần à. Mình làm hết 3 lần rồi nó không cho làm nữa đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh cái con 5 sao này. Nó đó có thông tin là ở dốc phỉ thí đi sâu vào thung lũng nơi có nhiều cột đá phát sáng. Là cái khu này là cái khu chỗ mình làm nhiệm vụ chính chủ cụ thế đó các bạn. Bạn đi tới dốc phỉ thí á. Rồi mình sẽ thấy những cái trụ vàng vàng sắp phát sáng. Rồi, nhấp vô nhận treo thưởng. Và đặc biệt cái nhiệm vụ này có tính thời gian nha. Mình đến cái khu nhiệm vụ thì nó sắp vào tính giờ, tính thời gian 10 phút. Trong vòng 10 phút mà mình không đánh xong thì mình phải về mình nhận lại. Rồi, tới đây thì lên đường. Biến qua dốc phỉ thí. Cái này là mình nhớ là nhiệm vụ hồi xưa mình làm cái nhiệm vụ Lisa, tìm sách cho Lisa, đó cũng không biết cách thì cũng rất là lâu. Nhất là cái lúc mà mình dùng góc nhìn nguyên tố á, nhiều bạn rất là sợ cái góc nhìn nguyên tố này, nhưng mà nó có cái cơ chế là nó có mấy cái tia màu xanh xanh, đúng không? Các bạn đi theo cái tia xanh xanh đó là sẽ đến cái khu mình cần à. Khi nào bạn vào cái vòng tròn màu vàng này nè, nó mới hiện cái tia xanh xanh đó nha, chứ mình đứng ở ngoài là nó cũng chưa có tia xanh xanh đó đâu. Ở đây thì mình không dùng nút chuột, mình nhấp bằng chuột trên màn hình cho các bạn dễ theo dõi. Đó, nhấp vô. Đó, nó có làn xanh xanh xuống dưới kìa, nó thấy chưa? Đó, mình thấy một con quái, nó có cái đèn màu vàng trên đầu, nó có vẻ đặc biệt hơn những con còn lại. Thì đó là cái manh mối của mình cần. Thì cái nhiệm vụ thảo phạt tuần này thì nó bắt buộc mình phải phát hiện ra đủ 3 cái manh mối, nó mới cho mình đánh con boss. Mình tính ra là 4 manh mối mình phải tìm á. Rồi, xong cái thứ nhất. Đó, kiếm cái thứ hai, đấy chưa? Cái làn xanh nè. Đi theo cái làn xanh nha. Thì cái cơ bản nó chỉ vậy thôi. Mà bạn hiểu được cái cách mà sệt bằng nguyên tố thì bạn sẽ làm được, không có chạy lòng vòng. Nhiều anh em cứ BM trên YouTube hỏi mình, BM nói cái nhiệm vụ được kiếm con nó đâu. Thì bạn cứ đi theo cái làn xanh đó là sẽ tới thôi. Đó. Đây, mình đang đi theo làn xanh. Quái cây này có khi là manh mối nó là cái con quái, mình phải đánh con quái đặc biệt. Có khi là nó là cái hoa gì đó mình phải hái. Nó cũng hiện giờ thì mình thấy hai hình dạng thôi, mà mình nghĩ là sẽ có nhiều hình dạng hơn. Đó, cái hoa thấy chưa, mới nói hoa đó. Nó sáng sáng nè, đó. Đặc biệt hơn, nhìn là biết liền à. Xong cái thứ hai. Rồi cứ vậy mình đi tìm thôi. Lẽ ra video đến đây dừng là được rồi. Như vậy thì nó có vui. Để mình sẽ đi hết 3 nhiệm vụ này cho mấy bạn coi. Sẵn cái chuyện 8 rồi luôn. Cái sự thay đổi nó có rất là nhiều. Mà bữa mình làm video thì mình cũng không nói hết được. Nhất là trong cái thảo phạt á. Thảo phạt bây giờ nó có thể mình có thể đi đánh được những cái con như Helichut, mấy con Shaman á. Lúc trước thì nó chỉ thảo phạt được quá trình anh à. Mình kiếm mấy con Shaman để lấy cái bản vẽ hướng dẫn là cực. Giờ thì nó có cho mình luôn. Ngoài ra thì
có một số cái về đam môi trường. Đam môi trường bây giờ nó tăng theo cấp thế giới nha. Nhất là con ly, mình cảm giác con ly nó bị nẹt. Con ly nó bị nẹt ghê lắm. Tại vì cái quả bơm của con ly nó đánh là nó sẽ tạo ra vùng lửa. Mà bây giờ mình đứng trong đó là mình cũng bị mất máu luôn. Mình thấy hay quải ra con ly ở phiên bản 1.1 này rồi đó. Nhưng mà không sao, mình biết là bị nẹt thì mình ráng mình né mấy cái điểm yếu đó thôi, đừng có đứng trên cái vùng lửa. Nhiều khi mình cầm ly đánh mà mình chết không biết tại sao chết. Wow, gần hết giờ rồi. Nãy giờ mình quần quần. Chỉ có 10 phút thôi nha các bạn. 10 phút mà không đánh xong là phải về nhận lại đó. Ôi, mấy con này mạnh quá vậy. À, mấy con này nè. Khi mà bạn đi nhận nhiệm vụ thì để ý coi nó có cái gì đặc biệt hay không. Có con thì nó kháng băng, có con kháng lôi. Tùy con, mình sắp tướng cho nó phù hợp. Những cái con 5 sao thì nó sẽ có cái chuyện đó. 3 sao thì nó hình như nó không có kháng. Nhưng mà ai đi đánh 3 sao? Từng được có 3 lần thì mình đánh con 5 sao. Rồi, 49 giây nữa nhưng không sao kịp. Không đánh nổi. Rồi xong. Đấy, cái vùng lửa đó chưa? Con ly mình đứng cho nó mình chết luôn á. Rồi xong rồi mình về bé Du, mình trả nhiệm vụ, mình nhận tiếp cái nhiệm vụ đánh con thứ hai. Đó. Đặc điểm mục tiêu nè, theo điều tra mục tiêu có cái triệu chứng là kháng băng đúng không? Chứ cái con hồi nãy mà mấy bạn lấy cái con sắt, con hero hệ băng là đánh không có được đâu, đánh không có vô. Bây giờ mình sẽ đi con này. Con này là ở nhà trọ vọng thư. Đặc tính sát thương băng vô hiệu, con này cũng băng vô hiệu nè. Rồi. Đó, cái chỗ là đặc điểm mục tiêu nha, mình để ý cái chỗ này. Nếu mà mình lỡ mình nuôi con băng con Jun mà đánh con này là chết luôn. Có lẽ là mình sẽ chuyển đồ cho con khác qua đánh. Không thì cực chẳng đã các bạn sẽ đổi xuống 4 sao. Rồi mình nhận xong rồi đi như nãy. Lên đường. Cái này là nhà trọ vọng thư. Đâu kéo lên đây. Đó thấy không? Trên bản đồ nó có sẵn cho mình cái hình tròn màu vàng luôn. Mình kiếm không có cực khổ gì. Bật bản đồ lên là thấy ngay. Đâu, đó. Đi lên phía trên. Đây mình nhấn thử này nha, đúng không? Ở ngoài không có cái dòng xanh xanh nha. Ở ngoài nó không có cái tia xanh xanh. Nếu mà mình đứng ngoài vòng tròn màu vàng là không có tia xanh xanh. Chưa có. Đi vô cái vòng tròn màu vàng. Đây khúc này mình vô nè. Đó, vô đây rồi nè. Mới được nha. Đó, thấy chưa? Rất là dễ. Rồi bây giờ đi theo cái chỗ này. Qua cái con suối. Đó, có cái chỗ cái con hoa lừa dối nó có cái bóng đèn màu vàng trên đầu nè. Vậy là mình giết xong con hoa lừa dối này thì mình sẽ được cái manh mối thứ nhất. Rồi các bạn để ý con Ly nha. Ly giờ nó thảm quá trời ơi, không biết sao đi. Nó quăng trái bơm xong cái nó đứng trong trái bơm cái nó bị mất một khúc máu luôn. Bởi con Ly bây giờ muốn chơi được phải có heo rất là mạnh. Cũng may là mình có con Jin. Mình nghĩ là nếu mà gặp như Barbara cũng heo không nổi đâu. Một phần thì con Jin nó giáp với máu nó yếu. Thế thêm một cái bất lợi của Jin cũng như là Mona luôn. Một con Jin Mona thì có cái dở là cái animation nha. Ai mà chơi Mona sẽ biết là lúc mà bạn hụp xuống cái trồi lên bạn chuyển nhân vật cũng chậm hơn người ta, bị delay một hai giây gì đó. Rồi bạn né kêu cũng khó nữa. Thì con Ly với tình trạng nó nằm ở chỗ cái QE. Khi mà nó ném cái quả bơm thì nó không né được. Rất là khó né đòn. Là nó đã dễ bị ăn đạn của bị quái đánh rồi. Chưa kể bây giờ lại thêm cái vụ mà bây giờ đó kìa giật máu kìa. Thêm cái vụ mà ghế ông đập lưng ông nữa. Tự mình hại mình luôn. Tương lai hơi tăm tối rồi đó Ly ơi. Làm bữa review khen Ly quá trời. Không biết bạn nào nghe mình nói đổ tiền vô nạp giờ chắc hay buồn đó nha. Nhưng mà đời đâu biết được các bạn. Thì mình nói rồi. Thì những kiến thức trong quá khứ thì nhiều khi trong tương lai nó không còn đúng nữa. Những điều mình nói lúc trước là nó đúng. Đúng trong 1.0 thôi. Qua 1.1 thì giao hành nó thay đổi. Mình phải chịu. Để mình chơi vài hôm mình nghiên cứu Cli coi mình có cái cách nào khắc phục cái chuyện này không.
Thực ra thì vấn đề đa môi trường thì con nào cũng bị á, nhất là mấy con như là con hệ lôi, cái queen mà nó đánh cái nhân vật, nó đánh quái khi mà đứng ở trong nước nó vẫn bị điện của nó giật nha. Nhưng mà con cách queen thì đỡ hơn, tại vì nó là bản thân nó là tướng cận chiến, mà con tướng mấy con tướng cận chiến này rất là trâu, giáp nó nhiều, máu nó nhiều nữa, nó không có bị suy nhê bởi cái này. Nhưng mà những con phép thuật như con Klee hay con Mona thì nó bị rất là thấp. Là nói cái mình đi tới chỗ này con này luôn rồi, rất là nhanh không bạn, không có gì lâu hết, ra nhiệm vụ này rất là sướng. Mình có chỗ để cài Murmura, cấp cấp trên vọng. Thì bên Mondstadt cũng vậy, nhưng mà mình ở video này thì mình chỉ đánh mấy con ở Liyue thôi cho bạn biết cách làm, chứ mình làm bên Mondstadt nữa thì nó dài dữ lắm. Nhiều đây là cái đủ các bạn, ai biết rồi thì nó dễ, ai chưa biết thì coi như đây cũng đủ biết cái cách làm rồi. Nó có thêm mấy cái nhiệm thế giới nữa, nhưng mà mình nghĩ là chắc mình không có làm hướng dẫn nhiệm vụ ở đâu á, nó dễ quá rồi, toàn là lick cái đi tới không à, lick đi tới là xong nhiệm vụ. Nếu mình làm đâu có ai search YouTube đâu coi. Xong con thứ hai đi về. Giờ bây giờ tới con thứ ba, con cuối cùng trong tuần, mình 2/3 rồi. Đây 100 điểm ẹp. Con này nè, nó vừa kháng lôi vừa kháng nham nữa nha. Đó, cái con này là con dữ dội nhất, mình thấy con này chắc khó hơn hai con nãy, tại vì nó kháng hai loại rồi, nó lại là con thợ săn di tích. Cái con này nó bay bay trên trời khó chịu lắm, và đặc biệt nó không có giống như cái mấy con quái ở ngoài đâu nha. Nếu mà mấy quái mình đánh ở ngoài thế giới hoặc là mình đi đánh hoa địa tàng thì nó dễ, nó bình thường, còn con quái trong nhiệm vụ thì nó trâu hơn, nó mạnh hơn cái con quái ở ngoài thế giới. Rồi bây giờ đâu, dốc vô vọng. Cái khu gốc dốc vô vọng này kiếm rất là ngán luôn á, tại vì nó đồi núi không à, vô kiếm rất là cực. Okay, để mình tua nhanh khúc này. Rồi tới dốc vô vọng đây. Đầu tiên, việc đầu tiên là mình phải nhấn cái góc nhìn nguyên tố liền. Đó, mình sẽ thấy cái tia xanh xanh, đi theo tia xanh xanh. Ở đây có một con thực sĩ xin xin nó chặn đường, đang nôn một chặn đường nó bước luôn. Mặc dù mình không có cần cái con này, con này nó có rớt ra cái tỷ cái gì quên luôn ta, cái phấn, không phải phấn hoa là con bạch hoa lừa dối. Nhưng mà đại khái là nhân vật của mình không có cần đột phá bằng nguyên liệu rớt ra từ con này. Mình cũng giết đi, ít màu ra với ẹp nhân vật. Ừ đúng rồi, phấn hoa hư vô đâu, cái này có vẻ như nó ở trên trời, nó ở trên cái đỉnh núi ở trên đó. Ba con Slim, cái combo của Sangling với lại Mona ghê lắm nha, thấy chưa, 20k đam cho con Mona, nó ulti nó trói mấy con đó lại, mấy con Slim lại, cái con Sangling nó dùng ulti nó xoay 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 là chết hết. Nó rất là thích hợp trong trong tình huống là đánh số đông. Đây cái hoa này 1/3. Rồi đó, lý do mình nói khu này kiếm cực là nó sẽ có những cái chỗ mà thấp chỗ cao á, thì ra những cái lằn xanh xanh đó mình thấy nó cứ đâm vô núi không à. Khi lúc này mình cũng đi vòng vòng một hồi khá là lâu mới đi tới chỗ này, đánh con Slim này là manh mối thứ hai. Mà hai hôm nay vô sao tự nhiên thấy Slim hỏa nhiều hơn nha, chắc bữa mình vô hồ nó thấy mình làm video mà nói là không có liêm hỏa, cái nó quyết định nó ra liêm hỏa để mà nó chơi mình hay sao á. Bây giờ mình đi gặp liêm hỏa khá là nhiều, những cái con hệ hỏa, nhưng không sao, mình có Mona gánh. Khi mà bạn chơi DPS mà một con thuần nguyên tố như kiểu Klee thì các bạn phải dàn ra thôi, chứ không thể nào mà dồn hết cho một con được. Thì vấn đề mà đánh khá cùng hệ nè, như đây lắc thì nó lại đỡ hơn, đây lắc là tuy nó hệ hỏa nhưng mà nó lại đánh có đâm sát thương vật lý đâm trắng nữa, thành ra nó không có gặp nhiều vấn đề. Thì nếu mà cùng lắm thì nó đánh đâm trắng, như Klee mà nó gặp hệ cùng hệ thì nó chỉ có nước chết, nên là bạn phải build một con, ít nhất là thêm một hai con để phụ nó. Như trường hợp của mình là Mona, Mona mình cũng build đam luôn, không có support, không có bây giờ không có cầm câu chuyện diệt rồng nữa. Mà mình để ý mấy cái game mà không riêng gì Genshin đâu,
tất cả những game khác luôn. Những nhân vật gọi là hài hòa đó, tức là nó đủ linh hoạt trong mọi tình huống, nó vừa có thể đánh được cái này, vừa có thể đánh được đam nguyên tố, vừa có thể đánh được đâm trắng, vừa có thể đánh solo, vừa có thể đánh team. Thường những nhân vật đó nó không có mạnh và nó không có thú vị các bạn. Những cái nhân vật nào mà nó mạnh thật là mạnh một mặt luôn, hoặc là nó rồi sau đó nó yếu một mặt khác đó. Những nhân vật như vậy thì bạn mới có cái để mà bạn chơi, bạn build nó mới quái, mới thú vị. Nhất là những cái dòng mà assassin nữa, sát thủ á, đang rất là to mà phòng thủ lại yếu, thì những nhân vật đó người ta thích chơi hơn là những nhân vật knight, những nhân vật mà toàn diện, công cũng có và thủ cũng có thì chơi không có đã. Vì sao mình phát triển nó rất là khó. Những dòng gọi là warrior đó, đúng rồi, warrior. Thà bạn chơi giống như game online, thà mình chơi assassin luôn, hoặc là chơi tanker luôn. Đó là trâu thì là trâu, hoặc là đam thì là to, đừng có chơi với cái dòng warrior. Thì mình thấy là Klee nó cũng là dạng assassin đó, nó thi nó thuần về công thôi, nó không có phủ đều được như là những cái con như Deluxe hay Razo. Nhưng mà chính vì vậy khi mà bạn build thì hướng mà hỗ trợ nguyên tố nó đánh rất là đã. Ok, mình trả xong cái này là mình kết thúc cái chuỗi nhiệm vụ thảo phạt rồi. Ok, video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích, đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ nó với bạn bè của mình, đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ bên dưới để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất trên channel nhé. Và anh em, xin chào.